Đầu tháng rồi chưa cống tí nào cho FC Online cả. Chỉ chết. Tôi mà không làm thì làm sao mà đi được Singapore. Vì vậy các huynh đài, chúng ta bỏ việc ra một bên, chúng ta phải làm một tí đã. Ui ôi, 8.400 FC luôn, tuyệt vời ông mặt trời ơi. Chơi FIFA là hay bật nhạc bản quyền, hôm nay bật tiếp nhạc bản quyền cho nó vui chơi. Nào Jackpot ơi, rồi đi vào game đã. Bắt vào lòng cái nổ. Ôi thật chết rồi, từ từ. 10.000 chơi, 10.000 chơi, chắc chắn nó không nổ được. Này ta vào trước một cần mẫu lần này. Vào đi các vị huynh đài, vào tôi các vị huynh đài ơi, vào tôi các vị huynh đài ơi, vào tôi các vị huynh đài ơi. Jackpot là cho đẹp. Người nhà FC, cơ cấu đi, cơ cấu cho ta, cơ cấu cho ta. Ta cần nội dung, hãy cho ta ăn Jackpot. Ta cần lắm rồi, ta có sổ hộ nghèo. Cắt đi mày. Cho ta, ta có sổ hộ nghèo. Ta có sổ hộ nghèo. Ta có sổ hộ nghèo. Tùng mù lờ. Tàn màu vậy. À, cây thế nào. Lấy gì ở các huynh đài, lấy cái gì ở các huynh đài, lấy cái gì ở các huynh đài ơi. Bà sẽ lấy em, trời đất ơi. Có một cái hai, một cái ba đi, chơi cho nó vui. Cáp ôn cộng 8. Ủa phiêu lưu thế. Cái này lấy hai nhở. Một á, một hoặc hai. Thế thì một lần một lần. Ủa, phiêu lưu hai lần đi. Cái hai hát có thể lợm lắm. Mẹ đéo ra cái gì con đâu. Ui, DC108 cộng 5 này, lấy cái này nhá. Được, lấy cái gì mà ta thích. 100 BTB, bắt buộc lấy cái này làm gì lợp lắm. Thôi lấy 100 BTB đi. Lại với em, thêm một ngày nữa thôi. Cái này là ủi GV, GVA 110 cộng 5 á. Tại ít nhất là 116 à. Một à. One. Còn một mốc á, cái nào một mốc. Chỉ còn cái nào một mốc, à cái này còn à. Cái lấy hai con này à. Hai con này đi. Ui, xe chỉ định bây giờ lên đến mốc này rồi. Ờ lấy nhầm mốt à, mốc một à. Thế mà các bạn không nói. Một vòng rưỡi sự kiện. LOL League of Legends. Thiếp mới sang anh vợ gả kèo chàng dê dê. Ui dồi ôi, làm gì có anh vợ nào đâu. Mà anh vợ nó chứ. LOL à, LOL à, ba. Cái lấy ba cái tình yêu. Ờ LOL lợm á. Như cách đánh Liên Minh Huyền Thoại vậy. GNC Episode chỉ định đề cô rồi. Cái này lại 100 à. Toàn mỗi 100 hoài nhỉ, cái này lấy cái gì. Hay à, lấy 2. Cái cái Frit Icon như cứt ấy. Đéo lấy Icon đâu. Để cô limit rồi á, sẽ để cô limit không nói thật không ai. Thôi được rồi. 2 hero cộng 8. Ui, mấy con này nhờ. Con này mới mà. FS 2 hero nhờ. Number 1. Number 1 bro. Number 1. Number 1 Việt Nam Bad On. Gọi bạn chỉ định. Bởi vì anh sẽ có nên dễ vào trong. Nói những câu thật lòng. Smoke we get high. Mà cái best vibe from last night. Vì cho dù là còn thương hay cho dù là đã quên, chỉ cần tình yêu là ta sẽ đến được thiên đường. Mình phân quyết vào nhau. Thật lâu sẽ mãi đến lúc em gật đầu. Ui, này. Bình thường nhá, tôi nói thật cả mọi người, bình thường tôi hay hò hét lúc mở thẻ FIFA. Hôm nay tôi thử kiểu câm lặng mở thẻ, không biết là nó có hên hơn không nhở. Bình thường hay hò hét, mình hay mong đợi quá nhở. Hôm nay anh em kiểu bịt mặt em mồm lại ấy, thử mở thẻ một hôm xem là nó có hên hơn không. Không, bình thường mình hò hét quá nhiều rồi đúng không nhở. Bịt mặt hôm nay có thấy nó có hên hơn không nhở, các tình yêu nhở. Có hên hơn không, thử ra để tôi thử nhá. Như lồn. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Không, hay là mình phải nhẫn à, mình phải có nhẫn. Nhẫn ở đây, nhẫn lại ở đây. EC này bú ngay. Ôi, 113 cũng được cái chứ, được, tôi thấy cái bịt mồm nó ok này. Cái lùm má sao GK quài. Ra có con ăn cút rồi. Ui, 112 là ngon đấy chứ. Ui, chỉ số cao mà. Còn này mà ra được như là ngon nhở. Chỉ cần nhắm mắt là cơ thể là chạy dọc đầu và chẳng cần nắm mắt.
Trời ơi, man đần là ông nào? Man đần. Ơ cái gì cơ? Dạ. Huynh thấy ta hát hay không? Dạ có. Nào muốn hát cho ta. Sau anh ta đến cái kẹp tóc hình butterfly. Và ngay giây phút ấy anh cũng đủ hiểu là mọi thứ đã mở. Trời ơi. Chỉ còn lại với anh. Ông đá cho bác xa á. Sao đã phải Suzora mốt nhở? Cửa chốt và then. Em của Suzora mốt à? Đóng lại chuyện tình ái và lâu đắng. Giờ ta chỉ hợp vào thách thức danh. Mẹ chim vào bác tiên. Không thể để âu lo trên vai. Sao anh ta đến bên ngoài. Ngủ chua vô rồi nào. Rồi anh ngủ xong anh rơi vào vườn vàng. Để anh quên lại á thằng vấn vương ai. Ui, McElroy, mười ba cũng ngon đấy chứ, 117 cơ. Ôi, con này có chắc chắn là có khả năng sử dụng này. Ngon đây, đau đâu? Được quá, McElroy mà 117 rất là tuyệt vời. Từ từ đây, ai có 117? Cristiano Ronaldo. Từ miền Nam thân yêu chúng ta sát cánh bên nhau. Để hôm nay Recon vươn xa đi khắp muôn phương. Dừng xây trên quê hương những thành phố cao tầng. Và bao la bát ngát những nhà mây. Hãy sống với những niềm đam mê cháy bỏng. Giữa nắng gió công trường rộn vang tiếng cười. Vững ý chí con đường tương lai sáng ngời. Cùng Recon ta phải dừng phồn vinh lớn. Cái gì đấy sao không phải Mbappé? Tim khát vọng. Thắp ánh sáng công trường lung linh sáng ngời. Bừng bước tiến ta cùng chung tay sứ mệnh. Cùng Recon ta xây dựng phồn vinh. Bỏ ra Bình. Zidane. Ngon. Henry. Ôi con. Năm nay mở đỏ đấy chở. Ôi dồi ôi, Mbappé. Không, Mbappé thì đắt hơn. 117, 118 sao ấy. Thăm cộng mà ngon rồi. Ủa được Henry mà bú đậm 300 tỷ đấy chứ. Tuyệt vời quá. Cristiano Ronaldo mùa nào cũng được. Cap MS BTB cho tôi mở được CR7 một lần trong cuộc đời của tôi đi. Tôi chưa bao giờ mở được CR7 luôn ấy. Dồn vang tiếng cười, vững ý chí con đường tương lai sáng ngời. Thế mặt này. Because ta xây dựng phồn vinh. Lửa đúng không? Tổ nó ra đúng không? AT. Mùa cấp. Cristiano Ronaldo. Vững bước tiến ta cùng. Anh nhìn thấy mái tóc màu đen, ánh mắt màu trắng, nụ cười răng trắng tỏa hương nắng của chàng rồi. Chàng Cristiano Ronaldo đệ nhị ơi, cũng không có phải chàng mặc một chiếc áo số 7 và đầu quân cho đội tuyển ở Real Madrid đúng không? Cái lở má bồ đỏ nha kìa. Thế mà không ra được chàng. Anh! Sao mày? Có đi lắm! Hùng luôn! Cười môi em khét cười. Cười chân em cất lời. Tình kiêu nơi xanh là em. Mike Wazowski! Người anh vui là con gái kha. Yeah. Oh, what the fuck. Cái lìn gì nữa. Từ chối hiểu anh đội Messi. Bãi lìn có luôn. 100.000 view. Chàng là game thì sao? Rider,
Ui giời. Mở mồi 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 con này đi. Lỡ đậu ra Ronaldo cậu ba. Pháp, tôi đang cần nói ra pháp vậy. Chơi bay Varan. Xe cộng 2 vậy. Tay đập tao những đấm sút như một giờ nào chung đêm rồi anh cứ mơ kia một kẻ bất cần anh cứ mơ kia một tay mất tôi để cháy lông nào con mợ chi đủ 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 ai tao ra đi tao bắt là bắt trời ơi ai nhở anh Giang à ông Petit à. Trời ơi, Petit không ngon được hơn được cái sao ấy thề. Toàn Pháp ạ, cái mẹ mở toàn Pháp ạ, chả hiểu. Bây giờ mình muốn ra nước nào nhỉ? Còn FA này, Spotlight này, hai gói quan trọng này, HR này. Ủa, mà còn mấy gói mới. Từ bật nhạc anh độ Messi, không biết là anh độ có độ sao không. Đây còn ba gói cuối đẹp ngon nhất rồi này. Gói này là mong ra các bạn, mong ra gói này ngon nhất. Để tôi bật nhạc về đấy. Từ chối hiểu luôn. Bật Happy New Year của Nhím đi. Được. Xin chúc cho mọi nhà cùng người thân hân hoan tốt phương. Năm cũ đi, năm mới sang, đốt thêm bao tin vui nơi nơi. Một bài cao thế. Sếp. Ai. Do xuân an lành, dồn dàng bao câu ca. Đi Natale. Ai cũng vui bên gia đình. Này ông này có ngon đâu, sao có 20 tỷ vậy? Happy New Year, Happy New Year. Ôi nhạc đã đi hết rồi, không được rồi, còn hai gói cuối thôi. Cho tôi một bài nhạc đi, để tôi phải chinh phục được vinh quang rực rỡ đi. Có đâu có cần lọc quá nhở? Tú lo estabas disimulando como wow. Oye, yo siento que tú me dices algo. Tú con la pelapo. Tú lo estabas disimulando. Na 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 na. Các bạn nhìn nhá, tôi sẽ đi ngược lại cái thuật toán của game này. Người tưởng tôi lọc, đúng không? Là tôi mong chờ một cái điều gì đấy ở những con 107 này. Người ta tưởng tôi cần Lewandowski, Kazakhstan, Miner, Mimosavic, Cam Chuông hay là Balotelli, Lionel de Messi. Nhưng không, tôi lọc xong, ấn ra ngoài. Tôi quyết định đéo lọc nữa đấy. Và tôi mở ra ngay một em 107 có chân bị lùi, ngầu như một chàng tướng quân. Bêu. Tai cả Linh thật. Anh em của Golden Ramsay ạ. Thôi. Nào, chúng ta đã cùng đến với bài cuối cùng này rồi. Các bạn, sự kiện đầu tiên của 2021. Cho tôi một con gì con đi. Tôi thấy cánh tay của các bạn đi ạ. Chỉ cần có biết rốt, ta sẽ gói cho Rudiger vào, mang vào túi. Ơ, sao lại Spotlight 101 à? Tôi tưởng là top 101.
Em lừa à? Điên tình rồi, ta phải đập bằng được. Nay con nào sẽ bị lấy ra đập đây? Đập mẹ một con nào đấy, mẹ cho nó quách select như thế nào? Vini cộng 6, Backup cộng 6, các bạn thích đập con nào? Hay đập Rondo BTB nhở? BTB còn cộng 7 không ta? Đập mẹ đây cộng 8 cho mọi người trầm trồ. 2.000 tỷ, chơi không các bạn? Nhìn tôi đập không? Chơi không? Nhìn thế này tạo nội dung hiểu không, cái tình yêu nhân sắp phô 117 là tôi cần mấy thêm này rồi tôi sẽ ướm phổ phô nhá. Đi Natalie làm phô này. Thế đủ rồi nhở, thế đủ rồi đúng không? Con nào phô được nhở? Roy á, để đấy Petit kìa anh, Petit à? Ờ, Petit để cho làm phô được này. Đập con Vini 6 mồi cho anh 7 là được. Ờ, mồi tí 7, tí mồi tí tẹo là anh không chơi với mấy thằng mất thời gian. Bình tĩnh. Không mồi thì lên rô bằng mắt á. Lên đi nghỉ. Không cần nhiều vạch, thế này nó mới hay các tình yêu ạ. Nhìn nhá, thả con tôi bắt con cá đâu con. Nhìn này, thả con tôi bắt con cá thôi. Thả tôi bắt con cá thôi, hiểu chưa các tình yêu. Ui, phun mẹ vạch rồi. Raul này bán được không nhở? Raul bán được sao á? Rồi, thế có nào vào nhở? Nhưng mà Raul cả cựu đồng đội của hay Raul đi bán thằng đéo gì Raul phôi à? Petit ok. Henry á, của Henry bán được mà đúng không? Đấy Henry bán được cái này. Raul thế nào? Raul đéo ai mua, một con 119 thôi á, hai con 113, hai con 114 không có. Viera này đi. Đéo, tôi quyết định đéo bán, tôi làm phôi. Roy à? Roy à? Modric. Hết đi Natalie vào á. Ôi phải 5 con, phải 5 con, phải 5 con, phải 5 con. Như này thôi là đủ rồi. Không phải có anh nào nhỉ? Jesus Busquets kiểu đội, Varane kiểu đội. Ok, hết mẹ rồi. Không, ế phí quá, nếu được 2 con 1, 17 đúng rồi còn gì nữa. 2 con 1, 16 á. Thế như này đi. Tất cả các bạn như dư ấy, lúc mà lên thì nó có thể không dư nữa, mọi người hiểu chưa?
Nhưng mà cho tôi hỏi đã có ai từng đập con này lên chưa? Đã có ai từng đập con này lên chưa? Mà các bạn nhìn thấy trên live stream chưa? À mọi người, đã có ai từng đập con này lên chưa? Rồi á. Đầy. Anh qua kẹo luôn. Harry Maguire. Thì nó phải bồi cho một con ở đấy, Billy Gold đi. Con này phải lên bắt buộc. Con phải lên bắt buộc. Ít thế nhở? Nó điêu mà rồi tôi biết bao giờ đập được thể lên đi. Là như thế nhở? Xịt thì nó gọi là phá ạc, mà lên thì nó gọi là doanh nhân. Theo các bạn tôi sẽ là phương án A, B. Cảm thấy chứ Phạm Nhật Vượng, tôi đã quyết định đập Henry Bentley cộng 9 đầu tiên sân ở Việt Nam. Tôi vẫn cảm thấy mình như Phạm Nhật Vượng, tôi quyết định đập thêm một cầu thủ nữa. Đập Vini á? Bạn nãy giờ nó xịt như thế thì chắc chắn nó phải mồi cho con nào đấy. Đâu thể nào nó chớ trêu thế được. Tầm này là phải đập Rudiger em ơi, top line. Cái lồn gì? Hết tiền rồi. Đặt thế. Đặt thế. Cái này. Trời ơi. Xong nhở? Đéo được rồi. Thế thì một con nào đấy trong đội hình của em rồi. Chắc chắn 100%. 100%. Là. Là. Anh chọn tên một con lên bầu mình. Thì em lướt từ từ qua stream. Ui, Ronaldo cộng 6, Ronaldo béo ra này. Quá rồi. Quá đúng con đấy. À, em tự cản em lại. Ngọt như mới lùi chưa? Thừa một tí luôn cho nó cẩn thận. Thừa một tí luôn cho nó cẩn thận. Mấy nhịp? Mấy. À, luôn. Thịt thì ta bảo công thành. Lên thì ta đã thành người may mắn nhất. Ai? Năm. Sáu. Đấy đúng cái đoạn drop này. Let me take you nhảy múa này. Không cần phải nói nhiều. Sự kiện ngon. Và đó là cách tôi đã phá 5.000 tỷ trong 30 phút. Phải bán không? Cùng sửa clip sau nhé. Tắt. Hết clip nha. Editor ơi, nếu còn cái lồn gì nữa rồi. Hai lìn chim cu bím thật.